Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 9. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Bị giới chuyên môn và người hâm mộ soi, huấn luyện viên Thái Lan đáp trả cực gắt. Văn hậu báo tin vui với người hâm mộ, lộ diện áo đấu ở đội bóng Hà Lan. Thầy của nhân tố ích đội tuyển Việt Nam bật mí những kỹ năng của học trò có thể giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo đả bại Thái Lan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bị giới chuyên môn và người hâm mộ soi, huấn luyện viên Thái Lan đáp trả lời cực gắt. Ông Nishino đã có những chia sẻ rất bất ngờ về việc chỉ giữ lại một tiền đạo, đó là tiền đạo Supachai, trong danh sách 23 cầu thủ đã trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam. Sau nhiều ngày đóng băng với báo chí lần đầu tiên, huấn luyện viên Akira Nishino đã có những chia sẻ cởi mở trước buổi tập của đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat vào tối ngày 2 tháng 9. Thuyền trưởng người Nhật Nhận được rất nhiều câu hỏi của báo chí Thái Lan về việc tại sao lại chỉ giữ lại một tiền đạo trong danh sách 23 cầu thủ. Ông Akira Nishino tự tin cho biết, ở đội tuyển Thái Lan của chúng tôi hiện tại, nhiều cầu thủ có thể chơi tiền đạo, đó là lý do tôi chỉ đăng ký một cầu thủ cho vị trí này. Ở danh sách đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino đã đăng ký 10 tiền vệ, 9 hậu vệ, 3 thủ môn. Trong số này, hầu hết các tiền vệ đều có thể dâng cao chơi như một tiền đạo. Đây chính là cách mà huấn luyện viên người Nhật muốn gây bất ngờ với đối thủ tuyển Việt Nam. Ở buổi tập tối ngày mùng 2 tháng 9 lần đầu tiên, cầu thủ có biệt danh là Messi Thái, Chanathip Sokrasin. tập dưới thời huấn luyện viên Akira Nishino, chiến lược gia sinh năm 1955 đánh giá về cầu thủ đang chơi ở Zilic. Chanathip có phong độ tốt, chơi thường xuyên ở Nhật nên tôi không có gì phải lo lắng. Tôi tin là Chanathip và các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài đều thể hiện được hết khả năng của mình. Đáng chú ý, ông Akira Nishino đã từ chối các câu hỏi từ phóng viên Việt Nam. Bên cạnh đó, ông không có bất cứ nhận định nào về huấn viên Park Hang-seo cũng như tuyển Việt Nam. Văn hậu báo tin vui với người hâm mộ lộ diện áo đấu ở đội bóng Hà Lan. Cuộc họp báo giới thiệu cầu thủ Văn hậu ở câu lạc bộ SC Heerenveen, Hà Lan dự kiến diễn ra vào 19 giờ giờ Việt Nam tối ngày 2 tháng 9 đã phải hoãn lại gần 30 phút đồng hồ vì đội bóng này chỉ đạt được thỏa thuận về một số điều khoản với câu lạc bộ Hà Nội vào giờ chót. Mọi diễn tiến xung quanh câu chuyện Văn Hậu sang Hà Lan trong cả ngày mùng 2 tháng 9 khá êm đẹp. Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ SC Heerenveen, ông Gary Haverstar đã bày tỏ quan điểm về việc mời Văn Hậu. Cầu thủ 21 tuổi này gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không phải là một thương vụ thương mại như nhiều người hay nghĩ. Một khi có đội bóng nào đó muốn tuyển mộ cầu thủ từ châu Á, Chúng tôi có bộ phận theo dõi cầu thủ này lâu nay và họ đảm bảo đây là một cầu thủ hết sức hứa hẹn. Ngoài giá trị tài chính của thương vụ thì tiềm năng của Văn Hậu là rất lớn, giúp ích cho câu lạc bộ trên phương diện cả kinh tế lẫn chuyên môn. Vì vậy, đó là lý do vì sao chúng tôi muốn có Văn Hậu và sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để cầu thủ này gia nhập đội bóng, chuẩn bị thi đấu trong thời gian tới. Ngoài ra, ông Gary Hasta cũng cho biết thêm, Văn Hậu mới 20 tuổi nhưng hiện là tuyển thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam với 18 lần khoác áo chính thức đã dự World Cup U20 và gặt hái nhiều thành công ở các giải đấu châu Á như U23, ASEAN, Asian Cup là một bản thành tích rất ấn tượng, hoàn toàn thuyết phục câu lạc bộ SC Heerenveen. Cũng vì rất muốn có chữ ký của Văn Hậu nên đội bóng này đã thỏa mãn rất nhiều điều kiện do Hà Nội đặt ra, bao gồm cả vấn đề về tài chính và chỉ khi được bầu hiển gật đầu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chấp nhận cho sang Hà Lan kiểm tra y tế, Văn Hậu mới bay sang nước bạn vào tối khuya ngày 31 tháng 8. Trưa nay anh đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế bao gồm kiểm tra tim mạch cùng một số yêu cầu bắt buộc khác liên quan đến sức khỏe. Sau khi các bác sĩ của câu lạc bộ báo cáo kết quả tốt đẹp, đội SC Heerenveen đã thông báo đến báo chí Hà Lan về việc phát trực tiếp kênh riêng của đội về màn ra mắt của Văn Hậu cũng như tiến hành họp báo vào lúc 14 giờ, tức là 19 giờ Việt Nam. Thế nhưng cuộc họp đã suýt chút nữa không thể diễn ra như kế hoạch. Sát giờ họp báo, đại diện của hai câu lạc bộ vẫn tiếp tục thương thảo. Bản thân Văn Hậu có mặt ở phòng họp báo từ khá sớm nhưng vẫn phải ngồi chờ đoạn kết của kịch bản. Cũng được nói rõ hơn trước khi Văn Hậu kiểm tra y tế vào đầu giờ trưa ngày mùng 2 tháng 9 giờ Việt Nam. Vào tối muộn ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ SC Heidelberg đã tiếp tục tiến hành đàm phán một điều khoản hết sức quan trọng mà theo tiết lộ của bầu hiển là điều khoản khó thương lượng nhất trong bản hợp đồng giữa đôi bên. Phía Hà Nội muốn câu lạc bộ Hà Lan cho phép Văn Hậu về thi đấu tại SEA Games 30 quãng thời gian một tháng từ 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên còn một điều khoản nữa mà phía Hà Nội đưa ra là Hà Nội muốn số trận mà Văn Hậu được ra sân chiếm khoảng 20% tổng số trận một mùa của câu lạc bộ SC Hidoven. Đến khoảng 19 giờ 20 phút, đôi bên mới có tiếng nói chung Văn Hậu sẽ chính thức trở thành tân binh của đội SC Heerenveen. 22 giờ tối ngày hôm nay, sau khi họp báo xong, Văn Hậu sẽ rời Hà Lan, bay sang Thái Lan để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mùng 5 tháng 9. Ngay sau trận đấu này, anh sẽ quay về Việt Nam thu xếp hành lý để bay sang Hà Lan tập luyện cùng đội bóng mới. Nếu không có gì thay đổi, Văn Hậu sẽ được thi đấu trận đầu tiên giữa SC Heerenveen gặp câu lạc bộ danh tiếng là Ajax Amsterdam trên sân khách lúc 20h30 ngày 14 tháng 9 tới đây. Ngay sau khi Văn Hậu chính thức trở thành người của SC Heerenveen, các fan của Hà Lan đã ví hậu vệ đội tuyển Việt Nam với sao của Liverpool và MU ngỡ ngàng vì làn sóng trên mạng xã hội. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam hưng phấn khi đoàn Văn Hậu chính thức trở thành người của câu lạc bộ Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan mà fan của câu lạc bộ này cũng tỏ ra hứng thú và không ít kỳ vọng trên fanpage Facebook của câu lạc bộ Hiraven, nhiều cổ động viên của Hà Lan đã vào chào mừng Tân binh và Văn Hậu. Một cổ động viên còn ví von Văn Hậu là sự kết hợp của hai siêu sao, Van Dijk của Liverpool và Van Bisaka của Man United. Van Dijk cộng Van Bisaka bằng Văn Hậu. Xin chào các bạn Việt Nam. Trong khi đó, không ít fan Hà Lan ngỡ ngàng vì làn sóng Việt Nam trên fanpage của câu lạc bộ. Chúc may mắn cho quản trị viên Facebook của Hiraven nhìn các hoạt động diễn ra trên facebook này thật đầy hứa hẹn chào mừng đến với câu lạc bộ xinh đẹp của chúng tôi hireven bây giờ có rất nhiều người hâm mộ và có một cầu thủ thuộc nửa kia của địa cầu ngỡ ngàng trước sự đông đảo của các fan việt nam tuy nhiên hiện tại mọi thứ vẫn đang rất tích cực một người hâm mộ hireven cảm ơn fan việt nam vì đã ủng hộ cho câu lạc bộ của họ chào mừng đoàn văn hậu chúc bạn mọi thành công cảm ơn sự ủng hộ của mọi người việt nam trân trọng đầu quân cho SC Heerenveen, tuyển thủ Việt Nam đoàn văn hậu này sẽ khoác áo số 15 và được nhận mức lương lên đến 22.000 USD một tháng. Đoàn văn hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, một trong những giải đấu hàng đầu ở châu Âu hiện tại. Thầy nhân tố ích của đội tuyển Việt Nam bật mí những kỹ năng của học trò có thể giúp cho huấn viên Park Hang-seo. Khả năng tranh chấp gây sức ép lên hàng thủ đối phương cũng như lùi về hỗ trợ phòng ngự của Hà Minh Tuấn khá toàn diện. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã nhận định về cậu học trò của mình ở câu lạc bộ Quảng Nam. Từng được ví là Huỳnh đức đệ nhị khi còn khoác áo Đà Nẵng, thế nhưng Hà Minh Tuấn chỉ thực sự lột xác khi chuyển về thi đấu cho đội bóng Lăng giềng Quảng Nam. Có thể nói đây chính là nơi đã giúp cho Hà Minh Tuấn tỏa sáng với bản năng sát thủ của mình. Ở mùa giải 2019, tính cho đến thời điểm hiện tại, Hà Minh Tuấn đang là chân sút hàng đầu của đội chủ sân Tam Kỳ với 7 pha lập công chính phong độ cao đó của huỳnh đức đệ nhị đã giúp cho anh ghi điểm và được huấn luyện viên park hang seo gọi lên hội quân cùng đội tuyển việt nam ở lần này hà minh tuấn là một cầu thủ rất chuyên nghiệp tập luyện chăm chỉ sinh hoạt điều độ và rất ý thức với công việc nghề nghiệp của mình ở cậu ta tôi luôn nhận thấy ý chí vươn lên cùng tinh thần chiến đấu rất cao đó là những bản chất cần có của một tiền đạo thực thụ huấn luyện viên vũ hồng việt của quảng nam cho biết Tôi không muốn so sánh Minh Tuấn với các tiền đạo khác như Công Phượng, Anh Đức hay Tiến Linh được gọi lên lần này. Ở đây tôi chỉ muốn đưa ra điểm mạnh của Hà Minh Tuấn có thể giúp cho cậu ta ghi điểm với thầy Park. Minh Tuấn sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt là mẫu trung phong tì đè và làm tường cho tuyến 2 rất lý tưởng với thể hình và sức càn quét mạnh mẽ. Đặc biệt, Minh Tuấn rất nguy hiểm ở những tình huống dứt điểm bằng đầu. Hơn nữa, điểm mạnh của Minh Tuấn mà tôi nhận thấy phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo đang áp dụng, đó là khả năng tranh chấp, sức ép lên hàng thủ đối phương cũng như lùi về hỗ trợ phòng ngự của Minh Tuấn là khá toàn diện. Nếu được tin tưởng và được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội đá chính trong trận gặp Thái Lan, tôi tin rằng Minh Tuấn sẽ tỏa sáng với đúng bản năng sát thủ của mình. Về kết quả trận đấu này, tôi nghĩ đến tỷ số 1-1 sau 90 phút, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết. Trong một diễn biến khác, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện gửi lời chúc mừng, động viên động viên toàn thể đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup. Thủ tướng cho biết, ông mong muốn và chúc đội tuyển Việt Nam tập trung quyết tâm với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt nhất trong trận giao quân vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan vào tối ngày 5 tháng 9. Đáp lại sự quan tâm của Thủ tướng, huấn luyện viên Park Hang-seo và các tuyển thủ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trong những ngày tập luyện tại Thái Lan nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với đội chủ nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.